Vâng, xin kính chào tất cả quý bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng mọi người ạ, thì ở phía xa xa này thì chúng ta đã nghe thấy những tiếng máy nổ rất là dồn dập đúng không ạ? Hiện tại thì như mọi người thấy thì bà con thôn Đồi Chia đang lần này là đang đổ bộ và đổ xô vào giúp nhà chú Sử để sát những đống bột đá. Vì bên nhà em thề thì cũng đã sát xong và bắt đầu vào những công cuộc của các bác thợ xây rồi. Thì thề thì có nhờ ít hơn. Nói chung là bây giờ hiện tại là không có nhờ, bây giờ chỉ đa phần là tập trung ở nhà chú Sử thôi. Đây thì mọi người ơi, Tuyên đã vào đây. Rồi xin chào em. Rồi xin chào. Rồi nghỉ ngơi ở chỗ này đây. Rồi xin chào. Đá à, đâu. Cái đống bột đá thì bây giờ nó càng ngày càng to rồi. Đây mọi người ạ. Rồi xin chào. Đây các chị em phụ nữ đây. Mọi người xem không? Không những cái việc làm đá làm rất là giỏi, nhưng bây giờ thì cũng ngoài những việc đấy ra thì làm những cái công việc là chăn nuôi. Cắt cỏ này không phải đơn giản đấy mọi người nhá. Người cho cỏ vào phải rất là cẩn thận đấy, vì nếu mà cho quá một phát vào cái bàn chém kia là sẽ đứt tay. Vì ở ngoài huyện Mèo Vạc em Tuyên là bạn em Tuyên ấy, ngày trước là cũng có những cái kiểu là đút vào quá tay ấy, xong rồi người ở trên cứ ấn xuống thế là bị chém vào tay đấy. Rất là cẩn thận đấy. Cái này là cho bò đúng không em? Mỉ này đi làm đây này. Ở đây thì học của Ly học tiếng Kinh đi. Đi làm suốt rồi mà không biết học nói tiếng Kinh ở Mỹ. Học tiếng Kinh đi chứ. Mỹ này cũng ngang ngang bằng tuổi Ly ấy nhở. Thế này là cũng sắp học tiếng Kinh ở mấy nước là đi lấy chồng chứ. Ngại cười. Cái việc làm đá, việc ra bây giờ còn làm việc chăn nuôi,
Vâng, xin chào thầy ạ. Đây này. Vợ chú Sử thì cũng đã ngồi dậy rồi mọi người ạ. Đây cũng đã đỡ rồi. Đang nấu cháo rồi nhỉ? Đang nấu cháo à? Nấu cơm. Mẹ đỡ rồi, thế ngồi cô ngồi dậy là được và tốt rồi. Nói chung là tuyệt vời rồi. Bây giờ thì người cô thì nói chung là nó thật được, các cô chú là nhìn chả có sức sống đâu, nhìn nó gầy bé tí ạ, bé tí luôn, khổ thật sự luôn. Mọi người xem lại, nói chung là khó. Bây giờ thì cái công việc thì nó đã vậy rồi, công việc làm nhà thì đã dở ra rồi, còn bây giờ vợ thì về nhà thì thôi, về chú Sử thì cũng biết là cố gắng nó làm sao rồi. Mà mọi người xem nhìn vợ này, chân tay bé tí luôn này, kiểu không ăn được ấy, mọi người như kiểu thiếu, rất là thiếu dinh dưỡng luôn này. Vì lần trước đi xuống Hà Giang thì bác sĩ bảo là cô là thuộc hệ là suy dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng, thiếu rất rất nhiều chất luôn, yếu cực yếu luôn ấy. Nên lần đấy bảo là vợ về chỉ cố gắng ăn uống là sẽ khỏe ra nhiều nữa, nhưng không chịu ăn uống là hỏng ngay. Đấy mọi người xem đấy. Chính vì không ăn uống nên mới bị cái bệnh kia, viêm loét dạ dày. Nhìn người mọi người xem này, chân tay bé tí luôn. Tôi cứ nghĩ là cô bé như vậy nên là cũng có thể do ăn uống không đảm bảo nữa. Chính vì vậy thì có thể là do như vậy thì mới ngày trời trẻ chú Sử với cô là cũng không mãi chưa có con, khó có con là như vậy. Hôm nay thì em Tuyên nhìn thấy rất là nhiều người đến giúp. Đây này, hôm nay là nhà thì cũng đã có thịt rồi đấy. Hôm qua được ứng tiền ra, đi mua xăng dầu ra đấy. Thì em Tuyên thấy là có thịt rồi. Em Tuyên thử ra ngoài này xem được bao nhiêu người nhá. Em Tuyên thấy đông lắm. Ở ngoài này thì rất là bụi. Mọi người biết là chỗ này là nó hất cát vào mà. Đấy. Bụi kinh khủng luôn. Em Tuyên sẽ ra bên này cơ. Đây. Đây này mọi người thấy không? Mọi người rất là đông này. Đông cực kỳ mà. Em Tuyên nhìn là không phải là ở trong bà con để chia mà ở tận đâu về nữa cơ. Rồi xin chào em. Ôi nhà. Chào Niển nhá. Mẹ xá đây. Ôi chào Sính. Đây Nỉa đang ngồi. Bà của thề. Hôm nay nhà chú Sử có vẻ nhờ được nhiều nhờ bà nhờ. Ở đây anh có mấy người lạ lạ này, anh em ở đâu đây? Bảo là có mấy người lạ lạ này, anh em ở đâu đấy? Giàng Chu Phìn về à? À, ôi anh em tận Giàng Chu Phìn về đây hộ. Em gái hả? Em gái của mua. Em gái của mua hả? Em gái ruột đấy. À, thế em gái kia là ở đâu? Em ở bên Giàng Chu Phìn à? Cán á? Hai dấu cò. Thế là mua. Mua là có mấy người em gái? Nhiều quá. Nhiều phải bao nhiêu em phải biết chứ. Nhiều quá thì phải nhiều cũng phải có một con số nào đó chứ. 5-6 người cả. Thế mua là người cả. Ô thế thì mấy em gái bây giờ hiện tại em ở hồi bé em ở với ai? Anh đang không hiểu, nói như nào? Cùng mẹ đúng không? Thế bây giờ lúc bố mất đi thì mấy em lại ở với ai? Và lúc bố mất đi. Có mẹ. Thế sao? Có nghĩa là đợt đấy là mẹ thì nhường con, hiểu nhường mua cho chú Sử nuôi, đúng không? Còn thì mẹ lại chăm những em này, đúng không? Thế bây giờ mẹ em gái cho anh hỏi tí, bây giờ mẹ của bọn em đang ở đâu rồi? Ở đấy chị A kia. Thế là thỉnh thoảng có về thăm mua ở đây không? Thế nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có mấy anh chị em?
Cái vé từ bên chợ là nó phải có 4 người. Thế mua là cả hay là mua là un? Út thế thì đấy là đây là chị của mua cơ mà, đây phải là em của mua đâu. Thế mà em bảo là em, trời ơi, không phân biệt đâu là chị đâu là em à. Lớn hơn thì là phải là chị chứ. Thế là có nghĩa là chị của mua đang về hỗ trợ để cho em trai mình có một ngôi nhà mới đấy hả? Chú Sử là khai thác cũng triệt để cái mỏm đá ở trên này đây. Đây em đếm nào. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. 9 người ở đây. Đông thực sự luôn. Đây là bà nội của thề đấy. Nhưng ra hộ hết này. Các bà rất là khỏe. Đây toàn là các bậc thầy đấy, bậc thầy phá đá luôn. Mọi người xem ạ, chỉ từ búa này, máy khoan này, nó phá được bao nhiêu đá luôn. Ở phía bên này thì mọi người biết, chắc hẳn mọi người biết thừa đây là cái gì rồi đúng không ạ? Đây chính là một cái nhà vệ sinh của bà con ạ. Bà con không xây vệ sinh ở trong nhà. Mọi người để ý là không có phòng vệ sinh đúng không ạ? Đấy, đây chính là cái nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh của nhà anh Lúa đây. Cạnh nhà bố Xá là chú Gấu đấy. Đợt trước là hỗ trợ làm mái đấy, đấy. Đi ra đây, lên đây, đi vệ sinh ở đây. Bây giờ thì bà con đã biết là xây phòng vệ sinh, phòng tắm rồi. Đây là một cái sự phát triển đổi mới của bà con này. Rất là tuyệt vời rồi. Đấy, mọi người thấy là cái tiện của cái máy này không? Nó mang đi được những mọi nơi mọi chỗ, nó bé bé này, nó làm dễ sử dụng. Bà con vác đi những cái chỗ địa hình khó khăn như này nó làm được. Còn nhưng có một cái máy như kiểu máy hơi hay máy khoan đá hơi bên Cán Lủng ấy thì khó. Chúng ta phải cái dây hơi phải dài. Ví dụ muốn khoan đây nhá thì cái máy phải để ví dụ ít nhất phải trong cái bếp kia. Thì cái dây hơi phải cực kỳ dài. Đó. Và cái cỗ máy đấy di chuyển rất là khó, nặng cực luôn. Cái cỗ máy cầm tay này vẫn là tiện ích nhất cho bà con và hợp lý nhất cho bà con. Hay hết xăng. Có. Tà ấy. Nè. Hả? Thế em gái có hay vào đây thăm mua không? Em gái
Ngại à? Ngại cái gì? Không đi phải ngại. À, có hay vào đúng không? À, thế là anh là cũng là anh trai của mua đấy gì? Không ạ, à, em là chồng nó. Hả? À, dạ? Chồng nó. Chồng ạ. À. À đấy thì trên là chẳng là anh trai. Thế là cũng hay, mình hay vào thăm em trai chứ anh? Hay vào mà. À đấy. Hôm nay là anh chị là vào giúp và em nhỉ? Vâng. Để em chuẩn bị tới đây là có một ngôi nhà mới. Vâng. Anh chị đến giúp là vui rồi. chị ruột thì lại hơi ngại. anh rể đây thì con trai thì bạo hơn. Đây là một cái sự thẹn thùng của các chị em phụ nữ thì cũng ít khi và có thể là đứng trước màn hình thì có thể hơi ngại. Còn như bà con để chia thì lại quá quen thuộc với cái ống kính của em Tuyên rồi, quá quen thuộc với các cô chú rồi. Nên là không e thẹn mấy, còn chị đây thì mới về thì có thể hơi ngại một tí. Là hai anh chị ruột của mình, anh rể nữa, anh rể để giúp em. Đấy, anh rể đến là thấy mua có con rồi, có vợ đẹp, có con rồi, chuẩn bị bố thì chuẩn bị xây cho một ngôi nhà, thì nói chung là anh chị có thế này vui phấn khởi và đang đến giúp. Vướng cây. Cái địa hình này vướng cây. Máy làm việc nhiều quá nên là cũng đang gặp trục trặc một chút xíu. Nó nổ không đều ấy, đang phải tháo ra chỉnh sửa một tí. Nói chung là bà con đây thì đã là khai thác đá rất là quen rồi nên là sửa qua những cái máy này thì em Tuyên nghĩ là sửa qua thì bà con biết. Sửa chuyên sâu thì trong này chỉ có Xá và Xính, hai người là chuyên sửa chuyên sâu, biết về nhiều cái máy khoan này, hai người này.
Còn những bà con đây làm thì máy khoan thì đều biết làm hết, nhưng mà sửa qua thôi. Đang đợi cái máy khoan thì cũng tự nêm bằng sức của mình. Đấy, cứ nhét cái nêm vào xong rồi cứ nêm thôi. Mọi người thấy không? Khỏe. Được đấy nhỉ, xính nhỉ? Ra đấy. Ra không? Gây gãy chân rồi, lấy xà beng cẩy ra được đấy. Ồ, chắc lắm, chưa được đâu. Đấy, sắp được rồi mọi người ạ. Được. Chỗ kia ra được mà xính, ra được. Đấy, thêm một cái nêm nữa. Ra rồi. Hơi ngắn. Ôi. Quá đẳng cấp luôn. Bậc thầy phá đá mà mọi người. Bà con đây, cái kỹ năng của bà con tuyệt vời. Đây thì trên kia thì nói chung là các anh nam chị em nữ cũng đang khai thác đá. Nhưng mọi người biết là khai thác đá xuống đây để chú xử chú đấy xây cái bể phốt. Hôm trước này đã cố gắng tư vấn chú đấy xây bể phốt để làm nhà vệ sinh cho sạch. Và trong nhà thì em bên thấy là có những cái tiếng như kiểu là ấy à, anh chuẩn làm gì, hóa ra là hôm nay bổ củi để nấu cơm hả? Hôm nay là anh thấy nhà nhiều người nhỉ, cả anh chị nữa đây, anh chị của mua đây đúng không? À, anh chị này giúp nữa. Trong này thì đang làm mèn mén à? Hôm nay Ly làm những món gì cho mời các gia đình đây? Có rau thôi. Có rau đây à? Anh thấy trong kia có thịt đây? Hả? Mua để có ăn. À, có nghĩa là buổi trưa thì rau với mèn mén đúng không? Còn tối thì bắt đầu mới có thịt. À, rồi cũng như thường lệ thôi. Vì bữa thịt thì nó rất là quan trọng. Bà con không phải bữa nào cũng có thịt nên là sẽ để dành buổi tối. Đây là phía hậu cần. Đây thì cô lấy nấu cơm lên đây.
đang ăn đây. Cơm khô quá. Cơm khô như này thì khó ăn, cơm nóng ăn với thịt. Không không thì làm sao mà có chất được. Có một hai miếng thịt thì cô cho bé như này, cô không có thịt thì làm sao mà có chất được giờ. Cái công không này thì người đang ốm yếu như này khó lắm. Hôm nay chắc chắn là mua thịt rồi thì mới có thịt. Hôm qua là có em Tuyên đã gửi những cái món quà, cái số tiền các cô chú hỗ trợ rồi nên là hôm nay có thịt đấy. Vâng, các cô chú ạ, sau những giờ mà làm việc hết công năng suất thì bà con đã nghỉ trưa và ăn cơm trưa. Đây mọi người thấy thì cái đống bột đá nhà chú Sử khá là to. Em tôi nghĩ là nhà chú Sử to hơn nhiều nhà thề đấy. Đây này, chỗ này thôi, tận ở trong kia này, khá là nhiều đấy. Sáng nay thì em tôi thấy là bà đã bị bung ở cái này. Sáng nay có mang máy hàn về hàn, nhưng bà con hàn chấm thì nó vẫn chưa chắc được. Vì chúng ta có thấy cái máy nổ ở ngoài kia. Đấy, bà con thì đã ngồi ăn cơm trưa xong và ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện này kia. Đó thì mẹ của Mua thì cũng đã đỡ hơn. Đấy, hàng xóm đến thăm, đến chơi, động viên mẹ. Và cái thứ hai là cũng xem đến nhà Mua xây nhà như nào. Chúng ta vào nhà đi xem, đông vui lắm. Bà con có những câu chuyện đông vui lắm. Chị gái Mua này. Đấy. 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 Đông. Thật sự chị May. Vâng, em chào anh. Vâng anh. Vâng, em thì ngày nào vào đây. Anh mới vào chơi anh. Vâng. Đang vào thăm cô của anh. À thế là anh nhà anh em là cô ạ. Nhà chú. Đấy, tốt quá. Có khách vào thăm. Đó, vừa em Tuyển vừa mới ở trong thì anh này cũng gặp mọi mặt quen ở ngoài Mèo Vạc thì em Tuyển gặp rồi. Thì nhìn mặt thì bảo vào tận đây. Nói chung là để chia thì quá quen thuộc em Tuyển này. Bà con sẽ nghỉ trưa một chút xíu xong rồi tí nữa tiếp tục cái công việc khai thác đá, nghiền bột đá. Đường đá siêu to luôn. Đấy, khi có con đường xong thì anh em họ hàng đến thăm đỡ hơn. Xe máy đến tận nơi mà. Đây, cái máy nổ kia sáng nay là đến hàn đấy. Bây giờ thì em tôi cũng tranh thủ nghỉ trưa một chút, ăn một hai cái bánh mì, làm một hộp sữa
để tiếp tục những công việc buổi chiều ngày hôm nay với bà con. Sau những lúc giải lao thì các bà con hàng xóm láng giềng đã tiếp tục nổ máy lên và sát những đống bột đá cho gia đình nhà chú Sử rồi. Các chị em phụ nữ làm việc rất là năng nổ luôn. Vâng, cô chú ạ, ở phía bên kia thì đấy, bà con thì đang cũng nói chung là nỗ lực từng ngày để giúp đỡ nhau để có một ngôi nhà mới trong tương lai. Thì có lẽ là em Tuyên cũng xin phép được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị vui theo nhé. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like và chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng nhau có theo dõi những video mới nhất, theo dõi sự phát triển đổi mới hàng ngày của bà con địa chiên nha. Mong rằng bà con hãy cố gắng phát triển, hãy bỏ đi những hủ tục, hãy bỏ đi những cái thứ mà nó gọi là hủ tục đi, còn chúng ta hãy tiếp cận những cái mới đi. Cái nào là truyền thống thì chúng ta giữ, còn cái nào hủ tục chúng ta hãy bỏ. Cũng như câu chuyện ở trong đề chia thì có rất nhiều câu chuyện, bà con thì khi giải thích thì nó gặp nhiều cái vấn đề trở ngại lắm, nên là các cô chú anh chị hãy mong rằng hãy thông cảm và hãy hiểu cho bà con đề chia. Bà con đề chia hiện tại đang trong cái đà phát triển đi lên, thay đổi, xóa đói giảm nghèo, để phát triển con người từ mặt kiến thức kinh tế và cái phong tục tập quán nữa đang một cách thay đổi từng ngày. Chúng ta hãy cho bà con thời gian để bà con thay đổi từng ngày chứ không thể trong một chốc một lát được, đúng không ạ? Cảm ơn tất cả cô chú nhá. Em Tuyên xin chào ạ.